Make up, thay đồ đi, rồi anh về đón đi ăn, nhớ chưa? Bây giờ anh mới nghĩ đến em á, thì quá muộn rồi. Em cho shipper mang đồ ăn đến cho anh rồi đấy. Hả? Nha. Shipper đây. Ghê thật, dám lừa cả chồng à? Ăn cả shipper luôn, bỏ lại. Sao hậu thích lừa không? Anh ơi, cửa vào. Được chưa? Thôi, đổ hết đồ ăn bây giờ. Thế sao thích lừa được không? Hả? Thôi thả em ra để em dọn đồ ăn cho anh nhá. Hơi bị nhiều luôn. Em bị ra dáng vợ đảm phết rồi đấy. Chuyện nào, xem nào. Thật, món gì đây? Thơm không? Thơm không? Thơm ấy. Em tự nấu chỗ này á? Em chỉ cắm cơm thôi, còn chị Sâm làm đấy. Đùa, tưởng thế nào? Thế thì anh chỉ ăn cơm không thôi. Anh không ăn đồ chị Sâm nấu đâu. Em đùa thôi. Là em làm đấy. Cho nên nhá, anh phải ăn hết. Cấm mức chê. Nhưng bây giờ ấy, anh chỉ thích ăn giò thôi. Sao? Hả? Ông ấy, ăn đùa nữa. Anh này, ăn đi không nguội. Nghe. Nào. Dạ. Nào, xem tay nghề vợ mình à. Em không ăn cùng anh à? Em ăn ở nhà với bà rồi. Bụng của đang nó căng đây này. Em thiên vị đấy nhở? Ăn với bà không ăn cùng chồng. Này em sao anh ăn ngon được? Ní. Em phải ăn với anh đi. Nào, há mồm mà. Ăn nữa. Ừ. Há mồm mà. Ăn nữa béo lắm. Béo gì? Đang làm chả béo rồi. Thôi, há mồm ra một miếng ấy, một miếng. Nào. Nhanh. Một miếng thôi nhá. Ừ. Ngon không? Xuất sắc. Chuyện đồ ăn của em chả khen. Ăn đi. Hay là em về đây làm cùng anh đi. Xong rồi trưa nào vợ chồng mình cũng ăn cơm với nhau. Ừ. Ngủ trưa cùng nhau luôn. Thế là nhanh. Yeah. Ôi, anh cứ trêu thôi. Em bảo. Em sẽ đi học theo ý của bố nhá. Em biết là bố có tính toán riêng, nhưng cái chính là bố muốn em nâng cao chuyên môn. Ngày trước không có điều kiện cho nên là em muốn học cao cũng không được. Lần này em sẽ không để lỡ cơ hội đâu. Cố gắng học thật giỏi, đừng có làm cho anh mất mặt đấy. Đó chưa? Rồi xem, em sẽ không chịu thua anh đâu nhá. Em sẽ phải lấy bằng thạc sĩ ở nước ngoài luôn. Cái gì? Em sang nước ngoài du học á? Không được đâu. Vừa về làm vợ anh, bây giờ định tớn ra nước ngoài à? Học trong nước rồi. Cứ đi đấy, làm gì nhau? Thử xem em có thi được không? Trình độ tiếng Anh của em anh biết rồi. Như nào? Hello, how are you? Thích điều không? You. Phở thế anh là gì? Là gì? Phở.